Không ưa. Không ưa hả? Ông ưa nó ưa con không? Sao không ưa? Hả? Lên hả? Bà ưa con không? Nè bà cụ. Nè bà ưa con không? Thôi đây nè. Đứng đây không? Để này đẹp nó nghe nè, bà cười với con, bà cười vô con coi coi. Bà cười với con nè. Rồi thôi gửi ra rồi đó. Gửi bà cười với con đi. Bà cười con coi hả? Sao? Nè thôi lấy tay cầm gạo giùm con đi. Nè, gạo cho nè, gạo lấy cái tay kia xuống cầm gạo nè, coi. Cầm nước uống nè. Nè, đó, thôi. Nè. Rồi thôi ăn nè. Ăn mì ngon lắm. Nè cái ly canh. Cô. Cái ly canh để bà ngoài. Con luôn nóng nha, nóng để xuống rồi nội. Mới giờ hỏi thôi mày đi ăn đi cho nội dẫn mày xuống nè. Thôi dẫn xuống quỷ tôi ghét. Vậy là bà trưởng con quỷ hả bà nội? Nè bà nội biết con này con gì không? Không. Ồ thích ăn không? Rồi ăn liền. Mua con tôm hả? Bỏ cái ly này xuống. Mua con tôm hả? Dạ, mua con tôm. Ngồi xuống bà nội ơi. Ngồi xuống mình bà lú gió. Con tôm đó. Bà lú gió hả? Nè, thấy cái đũa. Ngồi xuống không? Ngồi xuống không? Nó. Hả? Nội. Nó kêu bà nội kìa. Đọc một bài. Mới làm xong đó bà nội. Con mới làm xong luôn đó. Không có chữ nha. Ăn thử coi ngon không? Ngon mì trộn ngon tôm thiệt ha. Nó nghe hoài cho đó. Con tôm này nha. Ăn rồi. Trời ơi cho luôn hồi gấp đúng rồi. Không nè. Đút con chứ. Không ăn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Không ăn rồi. Nó không ăn đâu trời. Sao biết không ăn trời, hả hộn đút nghe không? Ờ ta hả hộn ta chờ mà không ăn. Rồi đó, đã ha, ăn đi đút nước cho. Kệ đút phong rau miếng đi. Thôi. Sao vậy? Phong rau không ăn rồi. Phong rau không ăn. Sao biết ta không ăn? Trời ơi. Nãy con quên bẻ mì. Cái này phải có cái kéo đi ha. Trời ơi con quên bẻ mì ra bà nội ơi. Được không? Được. Trời ơi đói bụng mà thấy bà nội ăn thèm muốn chết vậy đó. Kêu đút cho miếng không đút nữa. Okay. Coi chừng gớt con tôm nha. Cầm bằng tay đi. Trời ơi bà Tho bà nuốt nó miếng ẩn bà nội. Khùng kéo hả? Sao bà mày khùng quá nó ăn thôi hoài. Cụ đút con một miếng rồi. Hai đứa cháu gái đang chờ ăn. Kéo kìa cắt không? Cắt không? Cắt ha nội. Cắt đi cho dễ ăn. Rồi hấp miếng uống nè. Nội uống hả? Nội uống hả? Nóng lắm. Nóng nè. Nóng khổng đó. Mới vừa nấu xong mà đi liền luôn á. Đang cắt chưa? Đang cắt mì chưa? Trời ơi. Cái đũa nó chọt vô mắt mà nội. Ôi ôi. Nóng thấy mồ đang đút cho không chịu đâu. Đến quá đến. Trời luôn à, Hoàng Thái Hậu à. Đó, có hai nô tì. Bây giờ hai nô tì nào cắt đẹp tí. Cắt tôm luôn đi chị Tho, cắt tôm luôn. Trời ơi. Nô tì đẹp không? Đó là lãnh lương chưa? Quá. Hả? Chưa lãnh hả? Mai cắt lãnh chia con ha. Hợp luôn đi nha. Mai lãnh chia con ha. Ha. Được không? Ăn rồi chút xíu rồi đi nữa, đi xin nữa à. Quá. Trời ơi biết mấy nàng bích đi về đâu đốc. Dạ, mới làm xong. Rồi đêm của mình bà nội ăn hả? Không cho ăn cái chân. Ừ. Trời ơi. Em vô trong nhà sầu quá. Quỷ chim dài. Trời ơi. Quỷ chim dài phá quá. Quỷ chim dài phá quá. Bà nội nói. Bà nói xấu người ta bọc khoái lắm rồi. Con quỷ gì? Quỷ gì? Tiếng Hàn, tiếng Quỷ là cái bao. Quỷ dương, quỷ chim dài. Trời ơi, có ai như bà nội này không? Đưa lên cắt bụng. Quỷ chim dài. Quỷ chim dài. Quỷ chim dài. Uống. Không uống hả? Ăn mì còn ngon quá, không thèm uống. Hay mọi bữa ăn cơm hay ăn canh. Cái bà Tho là bắt chơi bắt cười quá hả? Bà nội bỏ đôi đũa xuống thì bà nội ha bưng uống để chọt vô con mắt. Trời bà nội chân này làm sao mà mày làm mày phải đem lại ba bốn lần sao là phải ba uống hộp không quay quay lại đứa uống hộp hả? Mai mốt ta thấy bà nội ngồi vui cứ điện lại chân ơi làm đồ ăn đem lại rồi có ai ăn cái này đi rồi họ đi ra ăn cá lóc nướng nha bà nội ha. Đi xuống ăn cá lóc nướng nha. Đi dạ con cảm ơn cá lóc nướng ha. Nha cá lóc nướng ha, chịu không? Đi xuống ngồi ăn ha. Trời ơi ai một muỗng mà bà Tho bà thọt vô một cái. Dạ cảm ơn. Dạ.
Ngon không bà nội? Ừ, ngon đúng rồi. Cốt. Trời ông Phong. Ăn lấy bơm cho trời ơi bà nội. Cười ra cười lấy cái đuôi trời ông Phong. Trời ơi. Bà làm gì bà ghét con dữ vậy? Ờ, có cả. Hồi khỏi gắt hả? Đúng con miếng hả cụ? Không ăn đâu. Đúng miếng. Không ăn đâu. Ăn, đúng miếng. Sao biết không ăn ta hả? Không ta chờ mà. Không ăn đâu. Không ăn đâu. Đúng miếng rồi. Hả? Hả? Trời ơi. Đúng miếng rồi. Ăn ngon mà cái xinh. Bà nói, đút con chứ. Con làm cho bà nội ăn mà nói đút con ăn chứ. Ăn mà. Ê, ăn mà. Hả? Bữa nay hả? Dạ con nghỉ hồi chiều. Vậy hả? Trời ơi. Quỷ chim vàng. Chiều nay con nghỉ. Lớn là quỷ chim. Mời bà qua bà xin đồ chai ăn coi. Quỷ chim dài. Quỷ chim dài. Kêu bà quỷ chim dài kìa. Kêu quỷ chim dài rồi bà nội. Kêu. Bà nội, hai nhỏ rồi nè, đứa nào đẹp? Lúc nào cũng khen chị Tho đẹp hơn chứ. Đứa nào? Thôi trả hộp mì lại lấy lại đi. Thôi trả hộp mì lại. Không khen con đẹp con lấy hộp mì. Trời ơi, cứng ngắc luôn anh. Quỷ. Quỷ. Ôi Kiềm cứng ngắc luôn, giật không được luôn á. Giờ hỏi kỹ rồi nè, đứa nào đẹp? Bà nội, con đẹp không? Đẹp không? Trả lời đi. Đẹp, đẹp không? Con đẹp hơn chị Tho hay là chị Tho đẹp hơn con? Đẹp hơn. Con đẹp hơn hả? Vậy sao hồi nãy họ chỉ chị Tho đẹp? Cái này đẹp hơn con hả? Tho đẹp, đẹp. Ồ, Tho đẹp. Nhưng mà con đẹp hơn chị Tho phải không? Thua. Thua, thua hả? Thôi giận bà nội luôn. Dễ. Giận bà nội. Chút bay hả? Nghỉ chơi bà nội luôn. Cậu, nó nghe nè, vú dài với chim dài đứa nào đẹp? Thôi hỏi hoài. Hả? Thôi hỏi hoài à. Nói đây, chim dài vú dài đứa nào đẹp? Hả? Nè cô mà. Hả? Bây giờ con chim dài vú dài đứa nào đẹp hơn? Đẹp lắm, mẹ nhìn đẹp hơn nó. Vậy con đẹp nó không? Khá quá. Khá quá hả? Kêu đi, kêu đi. Bà nội ơi, bà Tho này bà có cái gì đẹp? Hả? Con cặc. Tho mà có cái đó. Trời ơi. Con có cái gì? Bà Tho có cái đó, trai chảy hết trơn. Con đẹp chỗ nào đâu, dù chỉ con ơi, đẹp chỗ nào? Thôi, hả? Thôi. Hả? Ông làm. Hả? Cụ đây nè cụ. Ông thấy là có hồn tôm của ba sơn. Thôi mời không cơm anh. Dạ ai bếch, sáng giờ không mua cơm cụ ăn hả? Ăn trâu rồi. Trời ơi trời, đưa tiền nhỏ, sáng giờ không mua cơm cho nó ăn trơn hả? Trời ơi, mà bán đứng nhỏ không à. Lấy tiền lại cho cụ nha. Ừ, rồi Bích. Trời ơi, cơm chưa kịp bánh la làng mới ghê vậy. Cơm chưa kịp la làng, bới cơm cho tao chưa? Thôi, bới cơm cho tao chưa? Ăn tôm ngon quá ha. Trời ơi, Bích đem tô cơm qua ăn. Trời ơi, có mình mà nói ăn mà bao nhiêu người ngồi dùm miệng vậy trời. Trời, con miếng đi bà nội. Cụ, bây giờ bữa nào cho con số, mua số mấy rồi, đừng biết con mua trúng rồi cụ. Mua số mấy? Hả? Nói ra mua số mấy, nói đây. Số mấy? Bắn lên cho ta làm. Hả? Bắn lên nói ta làm. Bắn lên kêu có hình tao không hả? Có hình của con này nè. Mở hình chứ tốt cho bắn. Có, mở hình còn gửi chân nè. Cái gì vậy? Hàng được. Để chân nó đốt cho nội ơi. Không này, khùng quá. Khùng quá hả? Ủa mày, khùng quá. Ăn ngon quá ha nội ha. Ha. Tôm ngon. Tôm ngon ha. Chết bà không có ăn nhai cả. Trời ơi, hai đứa nó ngồi nó nuốt nước miếng này nội ơi. Ta nằm, em lại lắc rồi hai người. Ờ, bắt hay không? Lắc bà ca con nghe nha. Ha. Ăn xong đi ăn rồi xong, ca rồi nhảy nha nội. Ăn xong bà nội với chị Tho nhảy nha bà nội. Nè, nói gì vậy? Miếng nữa. Miếng nữa. Chịu không? Nếu mà chết gửi tấm hình thờ bà chịu không? Không, bà nội có nhiều tấm hình đẹp lắm. Rồi, bữa nãy có tấm mà anh chụp ở trong cửa sổ á. Ừ, đúng rồi, quá trời đẹp luôn. Nhìn chất ghê luôn. Công nhận nhìn tấm hình này cái mặt chị với bà cụ y chang. Y như cái miệng, giống cái miệng á. Y chang luôn vậy, chị nhìn chị giật mình luôn á. Chị Tho là con bà nội hả?
miệng với cái mặt à, vô không, sao giống quá vậy? Sao giống quá vậy? Trời ơi, làm gì mà xấu đều luôn á. Nó chê hả, mình xấu kìa. Kệ nó. Giờ tao ăn rồi. Nó bị sâu lồn quá. Sâu lồn quá. Bà này. Bữa nay ha, bà nội ha. Nè, nhìn thấy mình đẹp không? Đẹp không? À, ở này ai vậy? Đó. Ồ, vậy đứa nào đẹp hơn? Đứa nào đẹp? Đẹp hơn tao. Thôi đẹp hơn tao hả? À, đâu phải bà cụ đẹp hơn con. Đúng rồi. Nó già. Ờ tao già quá. Tao có con trẻ mà. Già. Già đâu già. Thôi già. Mới ăn đi chợ hả? Nội. Mặt tấm này cười nè, mặt cười tấm này tươi sợ nè. Tươi quá. Trời ơi, bác ơi. Bà tho bà chụp nè, đẹp không? Cười tươi như bông luôn. Mà nè bà nội, hay vậy? Tấm này là tròn nữa, lúc này còn còn mập nữa cơ ha. Đừng do à. Đẹp không? Mắt là hay lắm. Cười thấy thương hết. Trời ơi, cái này đúng là hả? À, mấy cái tin đô tì mà bu quanh mà bà Hoàng Thái Hậu luôn hà. Ăn lẹ lẹ lên đi. Chữ nó con. Mày sâu lồn quá. Làm lại lồn quá. Bà lũ đạn. Cái mật phong gâu để làm à, gì? Bà nói. Mật phong gâu làm gì? Để dành chùi gì? Nó lớn lên. Không đâu chùi lồn hả? Đang ăn chùi lồn nghe. Mật phong gâu chùi gì? Lộn lộn không à? Lộn lộn. Chọc bài phong lông, chọc bài nó lại khóc bài. Bà nội. Đừng có nói con vậy nha. Quỷ, chọc bài. Mặt con không có chùi nữa nha. Trời, bà nội ăn mà nhóc nó tùy ngồi chờ luôn á. Phục vụ. Ăn không cho ai miếng nào đó. Đẹp, ăn mì không cần hút súp liên tục. Cái mặt thằng Phong đẹp như cái gì? Phải hút súp. Băng phong đẹp như cái lộ. Chết rồi bà nội. Gâu quá. Gâu lắm. Gâu lắm. Gâu lắm. Bữa nay con cạo nha. Nội, bữa nay con cạo rồi nữa cho đừng có nói gì nữa nha. Gâu khùng quá. Ủa bà kìa, nguyên con kìa. Cạo. Ừ. Đi ăn chưa? Ờ, đừng chửi Phong Gâu nghe, đem đồ ăn cho bà, đừng chửi nó nữa nghe. Nghe, cháu nội đó. Lát đi vừa theo cháu nội xuống nhà cách. Hình như là bà nội không chửi là bà nội ăn không vô đúng không? Phải không? Bây giờ nè, bà cụ, bà chửi Phong Gâu, bà chửi thương hay chửi ghét? Ghét không quá. Vậy hả, chửi ghét hả? Con gái nó ghét là thương. Phải không bà nội? Bà nội nó ghét là bà nội thương đó. Vậy bà cụ chửi con thì cũng ghét luôn phải không? Chứ thì sao? Chửi thương hay chửi ghét? À, nói rồi chứ ăn con gái nó thương là ghét đó. Ăn không hết. Sáng giờ bà không ăn cơm. Trời ơi, bà ăn sáng giờ mấy chập chứ không ăn à. Bà không ăn. Từ sáng giờ bà nội ăn được mấy cái cử bà nội. Thôi bà ăn đâu. Bà nội. Thôi bà đóng ăn. Nhìn bà nội ăn chảy luôn miếng luôn mà kêu đút miếng không đút nữa. Trời ơi trời, con Bích nó hát qua thế nào mà nó không có nhận nó mua đồ cơm cho bạn luôn kìa, nó giận rồi kìa. Rồi xong rồi nha, dính nhạc rồi nha, bắt đầu có nhạc rồi đó. Trời, nhạc kêu nó lưng nó một xíu được không? Có nhạc rồi mình quậy cho nguội coi. Đó. Rồi giống uống trà, giống uống trà quá ha. Ôi có kìa. Ăn hết hộp rồi đó. Cho con hộp liếm rồi mà nội. Khùng quá nè. Con có hộp liếm đây, hẹn quá hả? Khùng quá. Khùng quá. Đang còn nhiêu đó cho xin đây. Khùng quá, khùng quá. Khùng nó mà khùng biết nữa. Bỏ cái lên đũa ra đi. Đây đưa đũa cho con. Đây đưa đũa cho con. Rồi bỏ uống. Trời ơi. Ơi có ai như bà không? Nhạc nữa rồi. Đi đẵng con cho gạo. Thôi. Đi đẵng con cho gạo nè. Đi. Đi. Đi đi dẫn mà đẵng cho gạo. Đi. Trời ơi. Đi đẵng cho đạp quá kìa. Đi. Đi đẵng cho gạo. Đi bỏ đôi đũa ra. Ờ bỏ đôi đũa. Liền đũa đi, còn ăn nó đâu mà cầm đôi đũa. Trời ơi, dành đôi đũa lại. Không buông đôi đũa ra luôn á. Dành đôi đũa lại để dành nữa cắp đồ ăn chổng á. Đi. Mà bà nội đã no chưa? Ừ, bà nội no chưa? Con hỏi hỏi hoài. Phải mà bà nội no chưa? Hả? Kệ đi không sao đâu. Không kệ đi. Cho chân, cho chân, cho chân. Ơ, cho chân ơi.
Bà nội. Cái gì vậy? Hèn hả? Không quan. Mà bà nội ăn chưa? Ngồi hỏi ngủ quên ăn no không? Ngon rồi, mệt lộn quá. Khùng quá không phải hả? Khùng quá. Mệt gì? Mệt gì? Mệt á. Mệt cái gì? Chú cà phê kìa chứ kìa. Không nè. Mệt gì? Mệt gì? Bà chửi con, bà khoái, bà cười cho bà nội. Dọc phải. No rồi, no rồi, có sức chửi. Vậy cái mặt phong râu giống cái gì? Nó muốn cặt. Thường quá. Mấy lần đùng, dọc phải. Thường quá hả? Cà phê, đi, uống cà phê. Không nhận uống nào. Uống đi cho khỏe một chút. Rồi, thôi bưng ly nước sốt, uống một miếng đi. Ăn xong rồi dẹp đũa đi rồi. Bỏ ra đũa đi, hồi dẹp đũa quá. Lấy lên, lấy lên. Trời ơi, sớm mừng. Thọt vô con mắt làm sao? Chửi mà mặt ngâu quá, ta chửi ta cười nhịn mặt cho dễ thương. Ừ. Chửi mà mặt ngâu nhìn không có đẹp xíu nào hết trơn. Rồi xong chưa? Giờ nè, hỏi cụ nè, phong râu, vợ phong râu với con, bà thương ai? Thương con nhỏ nhộ hơn hộ ơi. Trời ơi, thương con hả? Sao bà thương con? Sao không biết? Dạ. Do. Bây giờ hôn mí đi. Ừ, thương hôn đi. Thương hôn mí đi. Thằng bãi là thằng to. Hôn mí. Nó ngộ ha. Trời ngộ ha. Ngộ quá hả? Bà giờ khỏe rồi, giờ bây giờ ca bài coi. Đúng rồi đó, giờ ca đi. Đi. Rồi giờ đứng dậy nhảy đi. Thôi mẹ không nhảy luôn mẹ. Đứng dậy nhảy đi. Ca bài đi. Ăn xong nhảy cho nó xuống. Không ca đi, ca bài cái cụ. Thôi, đi không cha hay dễ sợ nữa nghe nè, bịch gạo hồi cất nha bà nội. Đâu? Trống á. Để con thôi chuột nó ăn tùm lum. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ ăn no rồi con bói con ơi. Bây giờ nè. Là ăn no rồi bây giờ kêu nhảy đi. Đúng đi rồi. Thôi ba cùng quá mà. Bà nói. Để cái bịch gạo đấy cái bịch bỏ vô cái hộp đi. Đừng quá cặp. Nhảy đi. Dính nhạt. Dính nhạt không có được. Bỏ vô thôi. Để nó tức. Nhỏ quá. Ăn no rồi, coi bói coi. Coi nó có giận. Bói xưa rồi, bà kêu nhảy đi bà nội ơi. Có tiền mà khổ tâm. Có tiền mà khổ tâm. Bói nó xưa chứ trái đất rồi. Đừng có coi nữa. Đấy không? Mình đứng dậy, mình coi cái khác đi. Coi con cặp. Đi, nổi. Đứng dậy mình ca đi. Mũi gương dọc bà rồi. Bà chữ ra cái mặt nó giống cái gì? Đúng đồn không à. Bà nói nó sợ bà luôn á nhưng mà nó mới dư vậy hả? Cái mặt giống cái gì? Bụi nó đồn không à. Ờ vậy hả? Cái mặt đã chửi gì? Tụi đồn không à. À nữa bà ơi. Nó không quá rồi anh. Thôi bây giờ bà nội mình cột tóc lên bà nội ơi. Cột tóc lên đi cho má. Cột tóc lên cho mát. Cột tóc cũng lùng què không. Trời ơi cột lùng què. Này nó bậy dữ rồi nha. Ha. Gọi đầu không kêu bích rồi gọi đầu quá nha. Trời cái đầu hơi gình luôn rồi đó nghe gọi đầu nha trời nóng, ơi, nóng gọi đầu đi đè bả xuống bụp đi phải tắm là ngồi tắm rồi ngồi tắm rồi bà nội mẹ chạy coi gì nữa rồi đưa tay coi thôi có hoài có gì khác đi sao sao tiền vô rồi thấy không tiền vô không còn nè tiền vô không còn hả vợ người ta nắm tay hoài bà nội ơi ghen nó cho nắm tay đó quỷ luôn chồng bà vợ ta cứ nắm tay hoài ha nè muốn coi con nè khi nào có tiền thôi nè coi không không muốn coi cặp luôn nè coi giận không muốn coi cặp giận ủa đường chỉ này đi vô chỗ nào mới có tiền đừng có tiền được không nữa ra là có tiền có tiền ha có tiền mà khổ tâm khổ tâm buông ra còn không tiền thì khổ thân đúng không có chồng này khổ thân bây giờ bà cười mà khổ tâm hả bà cười ra bà cười con cái kìa cười á thôi giờ đứng dậy nhảy đi không bây giờ bà ca con nghe bài đi đúng rồi ca đi nói con quá bà ca không ca nghe không muốn ca nín đi để tao kêu bà cụ ca vui viên ca thôi không ca con nghe đi đau quá không ca rồi trời ơi đau no rồi ăn no rồi ca bỏ đi rồi đau tụi con ca hoài đau cái gì vậy? Bà nội đau cái gì? Đau đủ thứ lần. Đau cái gì mà đủ thứ? Thôi được rồi, đủ thứ lần. No, ngày nó cũng đau chứ gì vậy? Đau đủ thứ hết trơn nè. Đau chỗ nào chỉ coi, có đầu vú không? Cùi, khùng quá. Xong quay. Ủa tự nhiên cũng quay qua chửi nữa. Trời, tôi nghe điện thoại. Còn qua rồi. Trời, tôi nghe điện thoại cũng cự như vậy. Tự nhiên tôi nghe điện thoại cũng cự nữa. Mày khổ tâm nè. Thôi khổ tâm. Cái hàng này nó điện thoại nó kêu công an xuống bắt bà kìa. Bắt con cặc, bắt con cặc. Đâu bắt con cặc xong là làm đồ dỗ lên cho nó coi coi. Không có tiền mà khổ tâm thôi. Có tiền mà khổ tâm nè. Nhìn vô cũng còn cặc. Thì vô hết rồi. Ai lấy mà. Lấy mày mà. Dạ. Vô quý. Vô quý à. Khùng quá. Bà nội, con nghe điện thoại bà cũng chửi con nữa là sao? Tôi muốn mày mấy quá. Bà kiếm chuyện vừa vừa thôi chứ. Mấy
Ngồi đứng dậy đi. Ông Duyên. Nói. Ông Duyên nè. Đi. Mãi Duyên. Nói. Nói. Trong Duyên mày. Đi. Đâu đâu đâu, đứng tại đây nè, đứng tại đây nhảy. Mình đứng, mình đang mình đứng trước nhà của ông Thùy á, mình nhảy. Vậy đứng bên con ca bà nói nha. Con ca cùng nhảy nha. Chịu không? Bà nói múa men đi bà nói. Không biết. Múa men. Đau to. Thôi giờ bà ca khúc không ca khúc nè. Ca đi. Ca đi, liên khúc đi, liên ca đi. Sao vậy? Ca đi. Chị ca thử bài nào nhạc sớm thử bà nội ca được không chứ. Hai yêu tinh đó hỏi bà nội. Quay qua chữ con hà. Bữa hát được hai bài. Okay. Giờ con mở bài này là bài bữa không bà hè lại hát lại ha. Thôi. Để bài gì bắt hồ quá bà nội. Mình nói. Nói. Mình nhạc của bà đó, bà không bà ca nó tự bà ca đó. Trời ơi có kìa. Có bà hả không kìa. Nói. Nói. Anh kêu kìa. Không, 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 đàn ông đó. Lạ gì vậy đó. Nhưng mà tao nha. Rồi bắt hồ chẳng đi qua. À, nghe nghe là vậy mới kêu bằng cô hồ. Thôi mình không phải thôi. Tự xưng đó. Ra đi, ra đi. Trời ha. Ra đi. Đi ra cổ đi. Giờ ca đi nói. Thôi mình ca hát lần bài đi. Thôi cho ha. Giờ này vô đi đọc đọc tự do đi đó ca đi. Cô Hồ Chí Minh. Rồi giờ vỗ tay. Thôi không phải. Dạ tao mà nó mẩm đắt là hay rồi ha. Ừ. Thì bữa nay nó chịu xìu hà. Nó lớn lên cái. Thôi nó lớn tật. Con cái này lớn hoài. À, chỉ có chửi anh Phong mới là chửi lớn thôi. Thằng này xạo gì? Thằng cặt nó là người tám biết thằng gì đâu. Nó xạo gì? Xạo ke. Xạo gì? Ke. Không phải xạo này. Nó xạo ke nha. Xạo gì? Hỏi bà đổi. Không, đừng nói xạo ke thôi. Thôi đừng nói. Nói đi. Nói xạo nhất. Trời tội chết. Đúng rồi, đúng rồi, sao ke. Tội chết hả? Tội chết. Chữ nó đi. Chữ lớn lên. Chữ nó đi. Tội, tội lắm hả bà nội? Tội, tội hả? Tội, chữ tội. Chữ là thương đó, thương đó. Anh cho mình ăn, mình tử tội chết. Ôi giời, mới nói được câu chữ lý luôn. Ôi, nó cho mình ăn, mình chữ nó tội chết. Rồi, biết rồi. Sao biết, biết rồi, sao không biết. Bà thương nó hơn con đúng không? Không. Vậy là mốt con giận không lại luôn đó. Rất lương mà luôn. Rất cạch. Trời ơi, bà nội. Chửi tội đó, nó cho ăn mà chửi nó tội chứ. Dĩ nhiên á, phá quá. Phá gì đâu, thương nó chứ. Phá gì đâu. Phá lắm hả? Ai phá? Thằng nội này phá lắm hả? Chết mụ nội công an tới rồi cụ ơi. Công an tới cạch, công an tợ. Công an nó bắt bà thiệt á. Bắt cạch không, bắt tao. Trời ơi, bà thiệt không, nó bắt bà gì cảnh đó. Bắt cặp. Bà nói, bây giờ nè, không có nói công an nữa. Đứng dậy đi, con với bà nội nhảy. Thôi không dám nhảy mà. Con á là nhảy. Đau chết mày nhảy. Nhảy tango đi. Nè, con nhảy đẹp lắm á. Đầm đẹp. Hồi đó bà nội, hãy con biết bà nội hồi đó có đi nhảy đầm nữa nè. Không có nhảy nè. Đây đứng dậy nè, con. Đứng dậy nhảy đi bà nội, cái chàng qua húi. Thôi, mình khùng quá nè. Nè, bà nội biết chàng qua húi để gì không? Là chui quá. Quỷ như con phá hoại. Quỷ dương phá hoại không hả? Đây trầm mũi. Nó sợ gì? Nó thằng cạch. Nó sợ gì? Sợ ke. Mới dạy đó. Sợ gì? Anh tụi nó lồn quá. À đỡ đỡ. Sợ ke. Nó sợ lồn. Tại lồn quá. Bà nội. Sợ lồn quá hả? Thôi đừng nó quay. Tội đó. Bà nội chữ con là tội đó. Tộc bà. Nói chuyện nhớ chút xíu vậy. Ờ nay nói chuyện ghi con họng không à. Đau hả? Đau họng hả? Đau đúng lắm không? Dạ đau dữ lắm hả? Đau hồi đi chích thuốc á. Ngồi đi chích thuốc luôn hả? Rồi ai chở đi chích? Tao liền bệnh này. Chích ở đâu? Dạ bác sĩ Trung á. Dạ bác sĩ Trung biết luôn trời. Bác sĩ Trung ngoài cầu đó hả? Đi, dẫn đi cầu đi thuốc đi. Thôi, thôi. Đi liền. Đi chích thuốc luôn mà giá tiền thảm đi. Đi xuống dưới mình trả cho. Thôi, thôi, thôi. Đi thiệt, cứ dẫn đi chích cho. Ông ấy về nhà mua kim dẫn chích bằng mũi nha.
ha, con mua kim kim diễn chích bà nha. Mày không biết tính thật. Trời ơi, mày biết chích cách, biết không biết. Bà Tho là bà chích hay là bà vô cả cỏ sớm đó. Vô sớm hồng nội rồi, sớm sớm. Vô sớm hồng nội rồi, nó có biết chích đâu mà nó chích bà nội, là bà nội vô cả cỏ sớm luôn á. Rồi chết rồi. Bà nội không vô cả cỏ đâu. Mày quậy quá. Thằng này nó kêu chết nữa, bà chết thiêu rồi đi kìa. Không thiêu. Chữ đâu bà nội mày. Thằng này yếm cặt ha. Sao lại? Thằng lại, sao lại? Lại, lại, cắt thằng lại. Cắt thằng lại, cắt thằng lại, chữ mày kìa chung. Chữ lộn phóng phóng hoài hoài. Lộn phát lắm mà. Trời ơi, nó quýnh, bà chữ nó quýnh bà này vô cắt thằng sớm á. Thôi đừng gì em nè, hát lộn phóng bà. Trời ơi, sao kỳ ăn no đuổi vậy chạy? Gì kỳ vậy? Lấy cái kia vô ha. Anh đi ăn. Bây giờ nè, nói với là cái vụ ăn xong xuôi đi. Bà nội ăn no rồi phải không? Động nữa hả? Ăn no chưa? Cụ ăn no chưa? Trời ơi. No rồi, chào khán giả đi nội. Rồi xong nữa, tới nữa. Cái này ha. Nó giàu quá thôi. Nó giàu, nó giàu hơn con không? Không phải. Nó giàu hơn con không? Mày giàu hơn nó chứ. Con giàu hơn nó, con có cái gì đâu giàu hơn nó. Trời giàu hơn nó. Bởi vậy. Bà nội, nói nghe nè bà nội. Sửa cái nhà của bà nội lại cho bà nội giàu lên, bà nội chịu không? Giống như ở trong nhà giàu vậy đó. Làm cái nhà cho mới lại thôi ha, lại sửa lại nhà lại ha. Làm sơn cái nhà lại cho nó mới lại.